Ôi, hôm nay lại còn dậy sớm nấu đồ ăn sáng với mẹ cơ à? Tao hôm qua phải quần quật cả đêm đấy. Eo ơi, thì ngon thế. Mày nhìn gì ra không? Mày là ai mà ở trong nhà tao? Lại còn ngang nhiên ôm con gái tao nữa. Ơ kìa, cả nhà mình bị làm sao đấy? Mẹ, nó là biến thái đấy. Mày định làm gì con gái tao hả? Ơ kìa mẹ, con là... Ơ kìa, khỏi nhà tao ơ kìa mẹ, cả nhà làm sao đấy? Cút! Không biết mẹ giận mình cái gì nữa. Tao còn không thèm nhìn mặt mình. Rõ ràng ngày hôm qua hai mẹ con vẫn vui vẻ bình thường với nhau cơ mà. Kệ, cứ đi làm trước đã. Trời ơi, có cần đen như thế không? Điện thoại con không có nữa. Hello các chị em đồng đảng. Eo ơi, sáng nay đen thật đấy. Chưa gì đã bị chửi rồi. À này, hai bà ăn sáng chưa? Gọi đồ ăn cho tôi với. Anh tìm ai vậy ạ? Anh nào? Tôi á? Các bà gọi tôi là anh á? Các bà làm sao đấy? À! Thằng nào đây? Trời ơi, chuyện gì thế này? Anh ơi, anh có làm sao không ạ? Tôi... Bình tĩnh lại đã. Phải thật sự bình tĩnh. Đây chắc chắn không phải là mơ rồi. À, tôi đến được gội đầu. Sao cơ? À, đúng rồi, đây. Tôi đến được gội đầu. Đầu tôi mọc toàn cháy đến nơi rồi. Yêu. Linh ơi, bây giờ mà mày hoảng lên thì cũng không thể giải quyết được chuyện gì cả đâu. Thư giãn nào. Nhớ rõ lại xem nào. Chắc chắn là ngày hôm qua mày đã làm ra cái chuyện gì đấy không đúng rồi. Yên tâm, ta tự về được rồi. Không phải lo đâu. Nhá. Ok. Đây là đâu nhỉ? Alo Mi à? Đến đây đón chị nhá. Đây là ở đường Amuda. Đúng rồi, ở đường Amuda đấy. Đến đón chị nhá. Cô không hét lên à? Sao tôi lại phải hét? Bởi vì có một người đàn ông mà cô không quen biết đang ngồi cạnh cô mà lại trên một đoạn đường vắng như thế này. Có nhìn thấy đằng kia ở camera không? Nếu như mà anh có làm gì tôi thì anh cũng không thoát được đâu. Cái gì vậy? Dừng đi! Anh ngồi lên điện thoại của tao rồi! Tôi xin lỗi. Anh là ai đấy? Tôi trông anh có vẻ không phải là người xấu à? Tôi xin lỗi cô. Tôi chỉ muốn ra đây nói chuyện một chút thôi. Nói chuyện á? Đúng vậy. Cô có muốn trở thành một người đàn ông không? Là sao? Nếu như cô muốn, tôi và cô sẽ thực hiện một cuộc giao dịch. Tôi sẽ giúp cô trở thành đàn ông. Nhưng với một điều kiện, cô phải giúp đỡ tôi một việc. Việc gì? Ok. Cô hứa rồi đấy nhá. Sao đau đầu đấy nhở? Sao mình lại ở đây ta? Alo. Bà già này, bà bảo tôi đến đón bà ở Gamuda mà sao cứ đợi cả buổi không thấy bà xuất hiện thế.
Rồi bà đang ở đâu? Thôi, không cần phải đón nữa đâu. Ta tự về nhá. Anh ơi! Chuyện gì vậy? Bây giờ anh ra ghế để em sấy tóc cho nhá. Cho tôi hỏi, cô Lan đã gửi đồ đây không ạ? Là anh ấy. Anh ơi, em muốn mua. Thế còn tối thì sao ạ? Anh vừa gửi em 50 triệu rồi đấy. Em thích gì thì mua. Em cảm ơn anh. Người yêu chị đúng là yêu chiều chị thật đấy. Mà em thấy là hôm nào anh ấy cũng đưa chị đến đây, xong rồi ngồi đợi, không một chút phàn nàn gì cả. Em tưởng anh ấy là giám đốc, thì làm sao mà lại có nhiều thời gian rảnh như thế nhở? Yêu mình thì phải có thời gian dành cho mình chứ, đúng không? Chứ nếu mà không có thời gian thì làm sao mà gọi là yêu? Với cả em không thấy sao, anh ấy đang xử lý công việc qua điện thoại đấy thôi. Mà này, em có thích có một người bạn trai như vậy không? Người như em thì làm sao mà với tới ạ? Đó là cái lý do mà em sẽ không được như chị đấy. Sao ạ? Thôi, một chút lại đi. Lan bảo tôi đến đây để lấy đồ. Dạ, chị Lan là khách quen của Linh. Không biết là có gửi cho Linh không, nhưng mà hôm nay không thấy Linh đi làm anh ạ. Anh ơi, đồ của anh đây ạ. Hả? Thôi chết, rồi. Mình đang bị biến thành bộ dạng thế này nên không tiện nói chuyện với anh ấy. Là đồ của tôi. Dạ vâng ạ. Chị Lan nhờ Linh, rồi Linh lại nhờ em mang cho anh ạ. Cảm ơn. Chị Lan còn bảo em nhắn với anh một câu. Lan nói gì? Chị Lan nhắn là tốt nhất là không bao giờ gặp nữa. Cảm ơn anh. Bây giờ tôi xin phép tôi đi. Đúng là tội thật. Chắc là anh ấy tổn thương lắm đấy. Nhà giàu thì sao chứ, cũng bị người ta đá như thường thôi. Tiền gội đầu của tôi cứ tính cho Linh nhá. Nhưng mà này, rốt cuộc là anh muốn gì? Dạ. Tại sao lại đeo bám tôi? Anh có mục đích gì với tôi à? Em muốn chữa lành trái tim đang tổn thương của anh. Muốn tìm một cơ hội để trở thành bạn gái của anh chứ còn gì nữa. Này, tại sao anh không trả lời tôi? Dạ, tại vì là em không biết là mình đi đâu với bộ dạng như thế này. Cho nên em chỉ biết đi theo anh. Bởi vì anh chính là mục tiêu theo đuổi của em mà. Ý của anh là... Thôi xong rồi. Không. Ý của em là anh chính là mục tiêu theo đuổi sự nghiệp của Linh. Không, của em. Đúng rồi, sự nghiệp của em. Này, anh và Linh đang ủ mưu tính kế gì với tôi đúng không? Không, anh hiểu lầm rồi. Thôi được rồi, tốt nhất anh đừng bán theo tôi nữa. Tại sao ạ? Nói chung là tôi không thích. Anh mà còn bán theo tôi nữa, tôi báo công an đấy. Giật cá mình. Anh làm cái gì mà đứng sau lưng tôi thế hả? Hôm nay anh cũng là ứng viên à? Ứng viên gì? Hóa ra cũng có đứa thích đi cửa sau. Cửa sau nào? Thì là cửa sau đấy. Anh nói linh tinh cái gì đây? Làm gì hét to thế? Đấy không phải là gu của tôi. Nhìn đi, tôi đây này, thẳng tắp 100%. Khổ quá, ý tôi bảo là anh cũng đi vào công ty giống bằng cửa sau giống như tôi. Công ty nào? Thì tôi cũng không ngại nói cho anh biết.
anh Tùng Anh là họ hàng xa với cả nhà tôi. Bác cả của anh Tùng Anh với cả bố tôi là anh em con chú con bác với nhau đấy. Sao nghe loạn thế? Ờ thì thế tôi mới bảo là họ hàng xa. Mà mẹ tôi bảo là phải gửi hồ sơ cho anh Tùng Anh để cho anh trực tiếp tuyển dụng, nhưng mà tôi không biết phải đề cập với anh Tùng Anh kiểu gì đây này. À, chính vì thế anh mới đi theo anh Tùng Anh để tìm cơ hội đúng không? Này 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 này, tôi cũng giống như ai kia thôi nhá. Thân lắm hay sao mà đi kể với tôi làm gì? À ừ nhỉ, sao tôi phải kể với anh chuyện này ta? Nhưng mà này, à? Anh Tùng Anh là chủ tịch một công ty lớn thật à? Ôi dồi ôi, tôi nói cho anh biết nhá, anh Tùng Anh là CEO của công ty xây dựng Hưng Thịnh, một công ty xây dựng lớn nhất Bắc Trung Bộ này đấy. Anh nói thật á? À? Ôi trời, đùa, chứ nãy giờ nói không hiểu một cái gì à? Đi mẹ! Đi mẹ! Bây giờ tao thả mày ra, mày không được hét lên đâu đấy nhá. Mẹ ơi, Kim Con, sao bây giờ nó bắt tao này mẹ ơi? Mày có im được không à? Mẹ ơi, Kim Con! Mày mà la lên nhá, là tao nói cho mẹ biết cái chuyện mày nói dối. Mày bảo là mày đi học quân sự, nhưng thực chất ấy là mày trốn đi homestay. Cái gì? Sao anh biết chuyện này? Thì tao là... Bà Linh dám nói chuyện này cho người ngoài biết à? Bà ấy mà về đây thì chết với tôi. Không phải. Mà thôi, nói tóm lại là chuyện này nói sau đi. Bây giờ mày cho tao vào nhà nhờ, tao gửi cái file dự án cái. Không là không kịp, tao làm cả đêm qua đấy. Tôi có điên đâu mà cho anh vào nhà. Nhưng mà nếu không gửi cho người ta kịp thì tao phải đền bù hợp đồng, nó mất tiền đấy. Hợp đồng là phải mất tiền à? Chứ còn gì nữa. Mà cái này nhá, mày cũng phải chịu trách nhiệm đấy. Sao em biết mật khẩu máy chị tôi thế? Đến tôi chị ấy còn giấu nữa cơ mà. Thì biết thế thôi. Mày quá, vừa kịp giờ. Ôi, thôi chết rồi, mẹ tôi sắp về rồi. Tôi nghĩ là anh nên đi đi. Cái gì đây? Sao giờ này mà bắt à! Có chuyện gì đã xảy ra đấy? Người đàn ông lúc nãy đâu? Thì cái người đàn ông đấy là tao đấy. Chị bị điên à? Sao lại là cùng một người được? Thì sự thật nó là như thế đây. Chả nhẽ chị bị biến thành một người đàn ông à? Này, hay là chị bị chúng ta rồi? Ông à, chị có phải là chị của tôi không đấy? Là tao đây, chị mày đây chứ còn ai? Em nghe nói là ma nó hay nhập vào cơ thể của người mà thần trí không tỉnh táo ấy. Hay có khi hôm qua chị xanh mất cần câu còn anh ta thì... Thôi đừng có nói linh tinh. Chưa biết chuyện gì thì đừng có rủa người ta như thế. Thế bây giờ biết giải thích thế nào về chuyện quái gở này đấy nhở? Tao đang rối hết cả đầu lên đây. Bây giờ phải làm thế nào? Nhỡ mày chị lại biến thành đàn ông nữa thì sao? Tao cũng đang không biết phải làm thế nào nữa. Cả ngày hôm nay tao gặp bao nhiêu rắc rối vì cái cơ thể người đàn ông này đây. Ơ, chị đi đâu đây? Phải giải thích chuyện lúc sáng cho anh Tùng Anh mới được. Không thể để anh ấy hiểu nhầm là mình có mưu kế gì được. Nhưng mà biết tìm anh ấy ở đâu đây? Anh Tùng Anh chính là CEO của công ty xây dựng Hương Thịnh đấy. Đúng là địa chỉ này rồi. Anh ấy kia rồi. Đây là hàng tạp hóa của mẹ mình mà. Cô định trốn đến bao giờ nữa? Ra đây đi. Tôi nói cô đấy. Tôi đã biết cô lẽo đẽo theo tôi từ lâu rồi. Em thực sự không phải là kẻ đeo bám hay gì đâu. Em biết anh là bởi vì anh đưa chị Lan đến chỗ em làm ấy ạ. Nên là em mới... Ngồi xuống đi. Dạ. Cô uống không? Uống nước ngọt ạ? Đúng rồi. Cô uống không? Em cứ nghĩ là anh sẽ uống bia cơ. Cuộc đời này chưa đủ cay đắng hay sao? Mà phải nốc thêm cái thứ đó vào người nữa. Dạ vâng. Cô nói cô làm ở tiệm nail đúng không? Dạ vâng.
Lan còn nhắn gì tôi nữa không? À, không ạ. Anh muốn biết thêm điều gì sao ạ? Không. Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi. Mà anh không có bạn bè à? Em thấy là khi thất tình, người ta thường hay ở cạnh bạn bè mà. Tôi không có bạn. Vậy theo cô trong lúc này thì tôi phải làm gì? Ờ, thì... Thôi, anh ném đi, ném vào cái lon đi kìa. Cái gì? Ném á? Thế anh không biết cái trò ném lon này à? Tôi biết, nhưng mà tôi chưa chơi bao giờ cả. Ôi trời ơi, thế thì bây giờ anh chơi thử đi, vui cực. Thật đi, cởi giày anh ra. Không được đâu, giày tôi là giày hiệu. Nhỡ cởi ra, đi hỏng mất thì sao? Em quên mất. À đây, thế anh cầm dép của em này ném đi. Ừ, ném đi, anh chỉ cần ném chú vào cái lon kia là được. Thử đi, anh làm được mà. Cố lên. Sao? Để bây giờ em làm mẫu cho anh nhá. Nhìn nhá. Nhìn này. Sao cô giỏi thế? Được không? Chơi tiếp nhá. Được, được. Lại thêm một gã nữa cắn câu rồi. Em ngủ ngon nhá, anh yêu em nhiều lắm. Anh ngủ ngon ạ, em cũng yêu anh nhiều lắm. Xong tên này là mình có thể thực hiện được mục tiêu bấy lâu nay rồi. Mình sẽ rời xa căn phòng chật hẹp này, sẽ không cần phải ăn mì tôm mỗi ngày nữa. Có thích không các em? Có. Bắt đầu từ bây giờ, chị sẽ bao bọc tất cả các em. Sự nghiệp của chị là giải phóng tất cả những người phụ nữ đang sống cực khổ trên thế giới này. Xem ra em đang mầu ân, năm đầu ân, năm đầu ân. Chúc em mãi luôn trung thành với chị kể từ nay. Một gái không được, đi đâu cả đêm bây giờ mới về hả? Từ từ, có gì từ từ nói đã. Mày đi vào đây cho tao. Bỏ con ra. Này. Mày đi vào đây. Bỏ con ra. Chát hết cả tay người ta rồi này. Tao hỏi mày, cái thằng lúc sáng ở đây là ai? Con nhà nào? Thằng nào, ai biết đâu. Mày dám dẫn trai về ngủ cả đêm à? Không phải, đấy là đối tác làm việc của con. Mày muốn một điều không hả? Hai đứa chúng mày làm gì mà hì hục suốt cả đêm đến tận sáng à? Mày muốn mẹ mày tức chết đúng không? Thì deadline chạy gấp quá chứ còn sao? Nhà này không có ai có cái lối sống phóng túng như thế cả. Tặng cho mày chân cũng được. Ôi mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đã. Mày ra đây làm cái gì? Bảo đang tập trung học bài cơ mà. Thì ồn như thế này làm sao mà con tập trung được? Mẹ xin lỗi nhá, mẹ không biết. Tặng xử mày sau đấy.
Cảm ơn em gái nhé. Cảm ơn Xuân thôi ạ. Em muốn được trả công xứng đáng cơ. Thôi được rồi, thích gì thì chiêu. Giờ này mà chị vẫn còn vui vẻ như thế được á, nhỡ may người đàn ông kia quay lại thì sao? Chả biết. Nhưng mà chắc không bị biến đổi nữa đâu. Cả ngày hôm nay tao ở ngoài đường có làm sao đâu. Chắc ổn đấy. Ừ nhờ. Chắc là cũng ổn đấy. Không biết là treo ở đâu bây giờ nhỉ? Gì đấy? Sao lại biến thành đàn ông thế này? Sao lại biến thành như thế này? Hôm qua đã quay trở lại bình thường rồi cơ mà. Ai mà biết được? Làm cái gì mà mới sáng người ra đã như cái chợ thế hả? Là con dám thôi ạ. Tôi chết. Chẳng lẽ biến đổi là có thời điểm à? Thời điểm á? Em hiểu rồi. Có nghĩa là phải đến 6 giờ tối thì chị mới có thể quay trở lại bình thường được. Hả? Đây, bây giờ là 6 giờ 45 phút sáng. Chị đang là một người đàn ông đúng không? Mà hôm qua đúng 6 giờ tối chị lại quay trở lại bình thường. Như vậy tức là... Có nghĩa là ban ngày chị sẽ là một người đàn ông, còn ban đêm chị sẽ là một người phụ nữ. Làm cái gì đây? Bỏ ra! Em gái xinh đẹp của chị ơi, chuyện đã đến mức này rồi, chị chỉ có thể trông cậy vào mình em thôi. Trông cậy? Em gái thông minh xinh đẹp của chị, em biết cách giúp chị vượt qua chuyện này mà, đúng không? 5 4 3 2 1 Ui, cô đi nhầm nhà vệ sinh rồi cô ơi. Xin lỗi, anh cứ tự nhiên. Mình nó nói đúng. Nếu mình cứ bị kẹt trong bộ dạng tên đàn ông này mãi thì sẽ phải tìm công việc mới thôi. Không thể tiếp tục lang thang vào ban ngày mãi được. Công ty của anh Tùng Anh có vẻ là một lựa chọn tốt. Nhưng mà nhớ bị phát hiện thì sao nhỉ? Có chuyện gì vậy? Không thể nào. Vậy là người đó, người hôm trước mình gặp là...